Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 16 câu 20 đến câu 23. Thật thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than vang, còn thế sa gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em sẽ không ai lấy được. Ngày ấy anh em không còn phải hỏi thầy gì nữa. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống của chúng ta, biết hồi nhỏ mấy đứa nó có chơi giống mà nó lấy cái ngón tay rồi nó đếm đếm, buồn vui xui tình bạn, buồn vui xui tình bạn, lấy cái ngón tay đếm đếm đếm. Tuổi học trò, trong cuộc sống của chúng ta, vui buồn là những cái cảm giác đang xen trong cuộc sống. Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với niềm vui và nỗi buồn, các con sẽ buồn rầu khóc lóc, thế gian sẽ vui mừng. Nhưng mà rồi qua cái cơn khóc lóc đó thì chúng con sẽ được niềm vui, và niềm vui của các con không ai lấy được. Niềm vui của người Kitô hữu của chúng ta là một niềm vui có Chúa. Trong Thánh Kinh chúng ta nghe rất nhiều lần, đặc biệt trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippê chương 4 câu 4: anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Và lý do tại sao anh em vui luôn trong niềm vui của Chúa, bởi vì Chúa sắp ngự đến rồi. Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philip đã nói cho chúng ta điều đó. Và thật sự ra chúng ta đi đến với Chúa là chúng ta có một cái niềm vui. Có một cái bài hát mà chúng ta vẫn thường hay hát đó: từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Niềm hân hoan vui, cái niềm vui của người lên đền cũng giống như người Israel ngày xưa, người Do Thái ngày xưa, cái niềm vui đi lên đền để dự lễ. Thì chúng ta có một cái niềm vui để lên đường để gặp Chúa. Và cũng như ngôn sứ Isaiah nói: tôi hớn hở vui mừng trong Chúa và lòng tôi hoan hỷ trong Chúa của tôi. Tôi hớn hở vui mừng không phải vì tôi giàu có, tôi đẹp trai, tôi học giỏi, nhưng tôi hớn hở vui mừng bởi vì Chúa là đấng cứu độ tôi. Và trong sách Sophonia chương 3 câu 14 câu 15 viết như thế này: hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca. Hỡi Israel, hãy hân hoan. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy hoan hỷ và nhảy mừng hết tâm hồn. Và chắc có lẽ chúng ta còn nhớ lời của sứ thần khi nói với mẹ Maria: hỡi bà đầy ân phúc, hãy vui lên. Tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 26. Lý do chính để thiếu nữ Sion vui là có Chúa là Thiên Chúa, ngươi là đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính ngươi cứu, chính người cứu ngươi thoát khỏi mọi sự khó khăn, và người sẽ hân hoan vì người cảm động yêu thương ngươi và người sung sướng vui mừng. Sophonia chương 3 câu 16 đến câu 18. Sophonia muốn chúng ta vui mừng, không có lý do gì để thất vọng.
nản chí buồn sầu, dù tình trạng phải đương đầu thế nào đi chăng nữa, chúng ta chắc chắn có sự hiện diện của Chúa, và sự hiện diện của Chúa ấy trong cuộc đời của chúng ta là chúng ta sẽ thấy được niềm vui. Trong thư gửi tín hữu Philippi đó, chúng ta thấy Thánh Phaolô mời gọi con cái của Ngài là hãy vui luôn trong Chúa. Và cuộc đời của mỗi người chúng ta, nếu như chúng ta tin vào Chúa thật sự, nếu như chúng ta tin vào Chúa thật sự, thì khi có Chúa, cuộc đời của chúng ta sẽ vui lắm. Chúng ta sẽ cảm thấy vật chất, trần gian, quyền lực, tất cả mọi thứ này nó chẳng là gì cả đâu. Con người quan trọng nhất là có Chúa. Sáng hôm qua dân lễ về, một sơ quen nhắn tin: cha ơi, sơ Phượng đau nặng chắc không qua khỏi đâu, mới nhập viện, cha thêm lời cầu nguyện. Nghe tin ấy, ma cảm thấy buồn và sốc, bởi vì nghĩa ma với sơ Phượng có những cái mối tương quan thân quen. Sơ làm ở bệnh viện mắt, mỗi lần mình hoặc các cha, các thầy hoặc người quen của mình vào bệnh viện mà gửi cho sơ, sơ chăm bẩm rất là tốt. Hôm vừa rồi ngày 1 tháng 5 đi về dự lễ, gặp sơ nói chuyện, thì sơ nói sang năm con nghỉ hưu rồi cha, với cái giọng trầm buồn. Sơ nhiệt tình, sơ được thuộc dòng Thánh Phaolô Sài Gòn, nhiệt tình đó. Mỗi lần má vào bệnh viện là sơ chăm, sơ lo, bởi vì ân tình với nhau. Ông cố mất thì cha ma cũng đến nhà dân lễ, ra nhà thờ dân lễ. Cái đợt ông cố mất thì các cha đi thỉnh tâm hết, cuối cùng một mình ma làm, ân tình với nhau. Hôm 1 tháng 5 vừa rồi thấy sơ vẫn khỏe lắm. Ngày hôm qua nghe thấy sơ bào bệnh, thấy đúng cuộc đời con người nó mong manh, thân phận con người nó mong manh nhờ. To mồm to xác như thế này, nhưng nếu Chúa gọi về, coi như chấm hết ở cái chết, chẳng mang theo được cái gì danh vọng, quyền lực, tiền bạc, nằm xuống không mang theo được cái gì cả. Và như Chúa nói, chuyện quan trọng nhất là niềm vui trong Chúa và niềm vui có Chúa. Nói tới đây ma lại nhớ tới đức cố Phaolô đọc. Biết các sơ có gặp Ngài chưa? Có gặp Ngài không? Chưa gặp đức Phaolô đọc, đức tổng dễ thương lắm. Khẩu hiệu của Ngài hình như là hãy vui lên, khẩu hiệu giám mục. Mỗi lần Ngài đi đâu cũng vậy hết, gặp bất cứ ai, vui lên ha, vui lên. Và cái khuôn mặt của Ngài nó hiện từ nhân hậu nên một đức tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, vui lên. Ai mà gặp Ngài là cứ vui á, cái giọng người miền Nam vui, chứng tỏ là một người có Chúa, có Chúa thật sự, nên từ trong ra ngoài cái thể hiện lúc nào cũng vui. Chúng ta thấy có người nào mà có Chúa mà không vui đâu. Có Chúa họ thể hiện ra cái khuôn mặt của họ. Mình cứ nhìn đi, mình gặp những vị tu lâu năm đó, kể cả Phật giáo, mình để ý đi, mình gặp những người mà tu lâu năm đó, cái khuôn mặt của họ nó toát lên cái vẻ hiền từ và nhân hậu. Nhà tu công giáo của chúng ta cũng vậy, mà tiếp xúc với nhiều sơ già nhân hậu lắm, nhìn cái khuôn mặt của bà nó toát lên cái vẻ thánh thiện, chắc có lẽ rằng là nhiều năm tu luyện nó ra như vậy. Vừa rồi đi về dòng Phaolô dự lễ 100 năm thành lập nhà hương kỷ niệm cũng vậy, nhìn các sơ già dễ thương lắm, nhìn các sơ già cái khuôn mặt hiền từ và nhân hậu. Đặc biệt có gặp hôm đó có gặp sơ Phan Xoa, ngày xưa là bề trên
đi tĩnh tâm mình hay tới đó gặp bà thương lắm, lúc nào cũng nói con không mua cà phê uống. Lúc đó thời đó khó khăn thiệt, năm 96 97 bà lấy cà phê, bây giờ không có cà phê sẽ có, không có đường sao uống, bà vô bà lấy một ký đường, không có sữa sao uống, bà sao bà vô bà lấy cái lon sữa. Bây giờ bà già bà yếu mà ngồi xe lăn, nhưng mà nhìn đến khuôn mặt của những người nữ tu ấy, chúng ta thấy toát lên một cái vẻ thánh thiện, một cái niềm vui khi mà họ về nhà vua, họ sống một cái đời kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Mình thấy họ gắn bó với Chúa và họ có một cái niềm vui, và nhìn đến cái khuôn mặt của họ nó nhân hậu lắm. Và thật, ai có Chúa thật trong người của họ thì họ toát lên một cái vẻ nhân hậu, một khuôn mặt hiền từ và nhân lành của Chúa Giêsu. Anh em hãy học cùng Thầy, bởi Thầy hiền lành và nhân từ. Để chúng ta thấy trong cuộc sống cũng vậy, người nào mà có niềm vui của Chúa thật thì tất cả những cái chuyện trần gian này nó chẳng là cái gì cả đâu. Có nhiều khi gặp những sóng gió, những thử thách cuộc đời. Cái thời xưa chúng ta nhớ đó, các sơ vất vả, các cha vất vả. Sáng hôm nay dòng Đa Minh dân thánh lễ tiễn biệt cầu nguyện cho cha Du Xe Nguyễn Đức Hòa, nguyên giám tỉnh, một vị giám tỉnh nhân hậu dễ thương. Cái tên Hòa nó gắn với cuộc đời của Ngài, ăn cơm chung với Ngài vài lần, dễ thương lắm. Chẳng bao giờ nghĩ mình là giám tỉnh đó, là một người anh em với nhau thôi, dễ thương lắm. Rồi bữa mai mới viết câu chuyện của Ngài. Thời đó khó khăn, Ngài đi đạp xích lô, thế là đi tới đón hai mẹ con kia chở đi học. Đứa con nó vùng vằng, mày mà không đi học lớn lên mai mốt mày đạp xích lô. Cái cha Hòa mới nghĩ bụng, cha Hòa nói với hai mẹ con: con đi du học Mỹ về mà tôi còn đạp xích lô. Vì cái hoàn cảnh khó khăn thời đó các cha đi đạp xích lô. Một khuôn mặt nhân hậu, một khuôn mặt hiền từ của một con người gọi là chân tu, để chúng ta thấy rằng người nào có Chúa trong cuộc đời nó toát lên một cái niềm vui, một cái niềm vui thánh thiện lắm. Dẫu rằng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời, và ngày hôm nay Chúa nói với chúng ta: anh em hãy vui, và niềm vui của anh em không bao giờ mất được. Niềm vui đó là gì? Là niềm vui có Chúa. Có lẽ mỗi người chúng ta đang đi trên con đường, đang đi trên con đường theo Chúa, có những lúc chúng ta cảm thấy nản, có những lúc chúng ta cảm thấy không thấy Chúa đâu. Nhưng mà yên tâm đi, Chúa luôn luôn ở cùng với chúng ta đó. Nhưng mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Nói tới đây, Ma lại nhớ tới cái bài Dấu Chân Trên Cát. Một đêm khuya tôi nằm mơ thấy Chúa Ngài cùng tôi. Chắc mấy sơ biết bài đó chứ ha? Biết không? Không biết luôn. Biết không? Một đêm kia tôi nằm mơ thấy Chúa Ngài cùng tôi song hành trên bãi biển hoang. Cùng lúc ấy đang diễn ra những cảnh đời tôi vui buồn, và cuộc đời của tôi được diễn lại trong cái giấc mơ đó. Tôi cùng đi với Chúa, Chúa cùng đi với tôi trên cái bãi biển hoang. Đang lúc đẹp trời thì tôi nhìn xuống dưới biển, tôi nhìn xuống dưới cát đó, tôi thấy có bốn dấu chân. Bởi vì khi đó Chúa đang cùng tôi, dìu tôi, dắt tôi đi trên cái niềm vui trên bãi biển. Chúa dẫn tôi đi, và bỗng một lúc nào đó sóng gió chợt đến, trời tối đen, bão tố. Khi tôi nhìn xuống dưới bãi cát đó thì tôi thấy chỉ có hai dấu chân thôi, mất đi hai dấu chân rồi. Và lúc đó tôi hoảng hốt, tôi nói: Chúa ơi, Chúa ơi, tại sao giờ này con đau khổ, Chúa lại bỏ con, chỉ có hai cái dấu chân ở trên cát thôi. Chúa mới nói: bình tĩnh, những lúc mà sóng gió trên cuộc đời, còn hai dấu chân đó là hai dấu chân của ta. Bởi vì chính những lúc sóng gió trên cuộc đời, chính ta đã bầu bế ngươi trên ta. Bài hát đó rất hay, chịu khó về mở nghe đi, nó thấm lắm. Dấu chân trên cát, cuộc đời của chúng ta,
Có những lúc chúng ta đau khổ, có những lúc chúng ta buồn bực, chúng ta tưởng chừng rằng là Chúa bỏ chúng ta. Nhưng không, Chúa đang bồng, Chúa đang ẩn chúng ta trên tay.